Nhiều người xem liếc bất bình trước hành vi nhặt được của rơi rồi đút túi của hai cụ ông tham lam. Liếc cho thấy cô gái mặc áo đỏ, quần jean và đội nón rác làm rớt xếp tiền xuống đường. Bất chấp phía sau có ô tô, hai cụ ông lao tới chạy ra tranh nhặt tiền. Thậm chí ông lão mặc áo khoác xám còn tranh nhặt tiền với cô gái làm rơi. Sau đó, hai lão già tham lam bỏ tiền vào túi rồi nhanh chóng rời đi. Một phụ nữ tốt bụng dừng xe máy chỉ cho cô gái chỗ nhặt lại tiền. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 8 sáng 1 tháng 11 ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chưa rõ cô gái bị hai cụ ông chiếm đoạt bao nhiêu tiền. Chia sẻ clip được trích xuất từ camera hành trình của ô tô lên nhóm lớn, anh Bờ. Dê. Bờ cho biết, chị án đỏ rơi tiền. Chưa kịp nhặt hết thì bị hai ông xe ôm ra hôi của ăn và gọi các thành viên rằng, hành động này có phải ăn cướp không? Dân mạng chỉ trích hai ông lão nhặt tiền của cô gái. Theo một số người, hai cụ ông này phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác. Nếu số tiền nhặt được dưới 2 triệu đồng thì hai người có thể bị phạt hành chính từ 1 đồng đến 2 triệu đồng theo khoản 1 điều 15 nghị định 167/2013 nghị định. Bên cạnh đó, có người nhận định hai cụ ông nhặt được tiền không trả đã phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại điều 176 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội chiếm giữ trái phép tài sản được hiểu là hành vi cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi có yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật. Trong đó, người nhặt tài sản buộc phải biết tài sản đó không phải của mình mà cố tình không trả lại cho chủ sở hữu hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm và bán cho người khác là đã có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Người chiếm giữ trái phép tài sản trị giá từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng, hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia thì bị phạt tù từ 1-5 năm.